Xin được kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi an ninh cận cảnh ngày cuối tuần. Bản tin cập nhật những thông tin an ninh trật tự và an toàn xã hội đáng quan tâm lên sóng lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Đông An. Và hãy cùng chớ trực trường đến với thông tin đầu tiên ngay sau đây. Vào chiều qua 12 tháng 8, Công an huyện Cần Đức, tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, làm người chạy xe ba gác máy bị cây trên xe container rơi xuống đè tử vong. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tài xế container chở nhiều gốc cây kiện rất to từ ngã tư Long Can ra đường tỉnh 830, lưu thông cùng chiều còn có một xe ba gác máy chở ống sắt chạy với tốc độ chậm. Khi chiếc xe container vừa vượt ngang qua, bất ngờ gốc cây trên thành xe rơi xuống trúng ngay người điều khiển xe ba gác. Xe ba gác mất lái lao luôn xuống bờ ruộng gần 10 mét, chiếc xe ba gác lật và cây đè người lái xe ba gác tử vong tại chỗ công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông đồng thời xác minh danh tính nạn nhân sau vụ tai nạn tài xế container đến công an trình diện Tại Gia Lai cũng trong chiều qua 12 tháng 8 tại km 1646 cộng 500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ia Khru, huyện Chư Bư đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong và một người bị thương. Xe ô tô tải do Đinh Tiến Bình 36 tuổi trú huyện Chư Bư tỉnh Gia Lai điều khiển khi đang lưu thông từ hướng Đắk Lắk đi Gia Lai đã đâm vào xe ô tô 4 chỗ và xe ô tô tải khác do Nguyễn Tấn Sơn 39 tuổi trú huyện Rông Búc tỉnh Đắk Lắc điều khiển Hậu quả tai nạn khiến ba nạn nhân trên xe ô tô bốn chỗ tử vong, lái xe là ông Nguyễn Tú Sinh trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bị thương. Danh tính ba nạn nhân được xác định gồm Dương Minh Ninh 48 tuổi trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, anh Paulo Madeira Oliverira 27 tuổi quốc tịch Bồ Đào Nha, anh Đào Trọng Trí 31 tuổi trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cả ba nạn nhân đều là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại một quán karaoke trên địa bàn quận Thốt Nốt vào rạng sáng ngày 9 tháng 8. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 8 tại quán karaoke Dạng Phát, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, nhóm của Hồ Minh Sơn sinh năm 1990 chủ quán karaoke đang ngồi nhậu thì nhóm của Trà Giang Tình sinh năm 1992 đến thuê phòng để hát karaoke. Trong phòng được 5 phút, Đặng Yến Nhi sinh năm 1995 là nhân viên nói với chủ quán về việc bị khách đánh. Sau đó, Thái Giang Dũng từ trong phòng karaoke bước ra và có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả với Hồ Minh Sơn. Thấy vậy, Trà Giang Tình rút dao rượt đuổi nhóm người của Sơn, đồng thời rút dao đâm 4 người của nhóm Sơn bị thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm của Tình bỏ trốn, bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu và sức khỏe đã ổn định. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ phối hợp với công an quận Thốt Nốt bắt được bốn đối tượng gây án tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Bình Phước, hôm qua 12 tháng 8, công an tỉnh này cho biết đang điều tra vụ việc một công nhân gục chết trên dụng máu ở phòng trọ. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Chẻo Sần Khai, 37 tuổi, quê Hà Giang, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Minh Hưng Ba. Thông tin ban đầu, anh Khai và vợ con sống trong phòng trọ mN tại thị xã Chân Thành. Sáng cùng ngày, vợ con anh dậy đi làm việc bình thường, một mình anh Khai ngủ tại phòng trọ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một công nhân khác sống chung giải trọ đi ngang thấy cửa phòng anh Khai hé mở. Nhìn vào trong, người này hốt quảng khi nhìn thấy anh Khai gục dưới đất. Thời điểm phát hiện, nạn dân chết trong tư thế nằm sấp, người cởi trần và mặc chiếc quần lửng. Xung quanh đầy máu và một con dao. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường phối hợp công an thị xã Chân Thành tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 8, Công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cướp tại tiệm vàng Kim Ngọc Phát ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 8, một thanh niên đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát và yêu cầu nhân viên cho xem hai lắc vàng, hai dây chuyền, một mặt dây chuyền, một chiếc nhẫn vàng tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Do nam thanh niên chọn lựa rất lâu nhưng không muốn mua, khiến nhân viên tiệm vàng nghi ngờ Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, người này đeo vàng vào tay rồi ra đứng trước cửa tiệm lấy thuốc hút. Lợi dụng khách đông nhân viên không kịp quan sát, nam thanh niên bỏ chạy cùng một chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn. Nhân viên tiệm vàng phát hiện đuổi theo và cùng người dân bắt giữ được đối tượng. Nghi can được xác định là Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, quê Thừa Thiên Quế, thường trú tại Bình Phước. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Độ Chí Mỹ sinh năm 1993, một đối tượng đã có 3 tiền án và Nguyễn Khánh Hoài sinh năm 1984 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Để có tiền tiêu xài, Mỹ cùng dưới đối, đối tượng tên Chiến chưa rõ lai lịch thường đi quanh các tuyến đường để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện xe máy không có người trông coi, Mỹ sử dụng đoạn bẻ khóa rồi nhanh chóng lấy xe tẩu thoát ngoài các vụ trộm cấp chung giới chiến, Mỹ khai nhận còn cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 2001 thực hiện một số vụ trộm xe máy khác. Tổng cộng từ đầu tháng 7 2023 đến nay, Mỹ đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm tại bà rịa và các địa phương lân cận. Phần lớn các xe trộm được Mỹ đem bán cho Nguyễn Khánh Hoài. Mặc dù biết xe do Mỹ trộm cấp mà có nhưng Hoài vẫn đồng ý mua xe để tháo phụ tùng bán kiếm lời. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi chi phạm. Riêng Nguyễn Thị Hồng Nhung hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được cho gia đình bảo lãnh tiếp tục điều tra xử lý sau. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự BC02 đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Anh, sinh năm 1987, ngụ quận 4, để điều tra việc hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Theo đó, ngày 25 tháng 7, phòng BC02 phối hợp công an quận 1 bắt giữ Lê Hồng Anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với NTTT sinh năm 2004, LTH sinh năm 1976, cùng cụ tại tỉnh Bến Tre tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Hiện tại, BC02 phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 1 đã hoàn tất thủ tục chuyển giao cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố để chăm sóc nuôi dưỡng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng sử dụng nickname Kim Thảo Lê trên mạng xã hội Facebook và Zalo thường xuyên đăng tin nội dung cho nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con. Người phụ nữ này thường xuyên vào các hội nhóm kính tìm các trường hợp sản phụ mang thai đến gần ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo sinh trẻ, với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền. Mặt khác, người này cũng thông qua các trang hội nhóm trên để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ và xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi. Ngoài ra, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật, nhằm hợp pháp quá khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ. Đại diện lãnh đạo tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi động viên đại úy Quỳnh Tấn Khanh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Bạc Liêu bị thương khi truy bắt đối tượng gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 8, Nguyễn Trọng Thịnh, sinh năm 1985, có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu. Nhận được tin báo, Công an phường 1 mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi đến trụ sở Công an phường 1, Thịnh có hành vi chống đối bỏ chạy. Lúc này, Đại úy Quỳnh Tấn Khanh đang đến Công an phường 1 liên hệ công tác, liên hỗ trợ hai cán bộ Công an phường truy bắt. Thịnh dùng dao găm đâm vào đầu, dai và ngực Đại úy Khanh. Hai cán bộ công an phường cũng bị đối tượng đâm vào tay gây thương tích hiện đại úy quỳnh tấn khanh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu còn đối tượng thịnh bị công an thành phố bạc liêu tạm giữ hình sự Ngày 12 tháng 8, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, đồng thời khởi tố bắt tạm giam ba bị can. Qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, thời gian gần đây, lực lượng công an thành phố Sóc Trăng phát hiện Thạch Huy 24 tuổi, Thạch Hoàng 23 tuổi cùng ngụ phường 7 thành phố Sóc Trăng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên xác lập chuyên án tăng cường lực lượng để đấu tranh truy bắt tội phạm. Tối ngày 10 tháng 8, lực lượng công an thành phố Sóc Trăng ập vào kiểm tra căn chòi lá thuộc phường 7 thành phố Sóc Trăng, phát hiện Thạch Huy, Thạch Hoàng và Nguyễn Duy Phương Dinh, 24 tuổi, cùng ngụ phường 7, đang có bật tại chòi. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ 17 gói ni lông, bên trong chứa tổng cộng hơn 1,6 gram ma túy, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số đồ vật có liên quan làm việc với công an, các bị can khai nhận số ma túy trên của Thạch Huy và Thạch Hoàng. Trước đó, cả hai mua rồi đem về chợ cất dấu, chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Riêng Vinh là đồng phạm giúp sức cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Huy và Hoàng. Cuối bản tin sẽ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng giới An ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa ngày mai cũng trên đài phát thanh và truyền hình Long An.